trăng soi thấu cho nỗi lòng. Ngày xa đi sông sông tiến đưa, con nước chia đôi bờ. Làm gì mà la lối sao vậy? Em đau bụng quá anh Thái ơi. Anh Thái, anh có thể cởi trói cho em không? Em đau bụng quá à. Em muốn đi nhà xí. Nè, em đau lắm. Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Cô ấy muốn đi nhà xí. Vậy mày dẫn nó đi đi. Mà nhớ, đừng có đi xa quá đó. Đi mau. Ê, mau nha, đừng kiếm cớ mà chạy trốn đó, nhớ đó. Anh đứng ở đây sao tôi mẫn gì được. Anh đi xa xa đó đi, không có được nhìn qua đây á nha. Để đó nha, để lên đi. Từ từ, lâu dễ sợ. Không được nhìn qua đây á nha. Gì mà lâu quá luôn. Con đi, bỏ trốn. Cái gì vậy? Con Phụng nó trốn mất tiêu rồi. Sao mày không giữ nó? Tao đâu có biết, đầu đi vệ sinh tao dẫn nó đi. Bây giờ nó trốn mất tiêu rồi. Kìa, tao thấy bóng dáng nó kìa, đuổi theo nó. Nhanh lên. Nó kìa. Trốn hả mày? Trốn hả mày? Thả tôi ra. Mày trốn nè. Trốn hả? Trốn hả? Trốn hả? Trốn hả? Đứng dậy mày. Đứng dậy. Đi theo mày. Đi. Đi. Mày trốn. Đón xem diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Phận Làm Dâu, phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ các tập phim đã phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên Google Play hoặc App Store.